Thám hiểm, việc nghiên cứu các sinh vật ở những lỗ thông hơi này và so sánh chúng với các lỗ thông hơi khác trên thế giới sẽ giúp chúng ta hiểu cách động vật phân tán và tiến hóa trong đại dương sâu thẳm. Từng đàn lên đến 2.000 con trên mét vuông, xung quanh miệng núi lửa cao 6 mét với vô số các lỗ thông hơi. Các lỗ thông hơi này thường phun các chất lỏng nóng, nhiều đồng vào trong lòng đại dương. Các nhà khoa học không đo được nhiệt độ chính xác ở các lỗ thông hơi, nhưng theo ước tính của họ, nhiệt độ nước ở đây có thể nóng hơn 450 độ C. Không có đôi mắt, nơi được coi là nóng nhất hành tinh. Chúng có tên là tôm mù Rimacaris Hibisae do không có mắt để phù hợp với quá trình tiến hóa và môi trường sống khắc nghiệt dưới đáy biển. Thay vào đó, loài tôm này cảm thụ ánh sáng qua cơ quan trên lưng giúp điều hướng. Chúng có màu nhợt nhạt, sống tập trung thành từng đám.